Trung tâm giải quyết vấn đề tâm linh hôm nay là câu chuyện về một chàng trai phải mất đi cô dâu của mình chỉ trước ngày cưới 3 ngày, nhưng bạn ấy đã giữ lời hứa bằng cách tổ chức đám cưới với thi thể của cô dâu. Em đưa tay xoa đầu cô ấy và bảo là, em à, mình cưới nhau rồi nhé. Anh đã giữ đúng lời hứa với em. Dù là kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em mãi mãi. Nhà tâm linh Lưu kết nối với linh hồn ngay tại trường quay. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Không biết có thật hay không, nhưng tôi đang nghĩ có nên nói ra không. Và lời nhắn của cô dâu là gì? Đừng bỏ lỡ. Ngày lễ tình nhân, ngày của tình yêu vừa qua. Các cặp đôi đã làm gì? Thử nghĩ xem nhé. Bạn có đưa người yêu đi chơi không? Có đưa người yêu đi ăn món gì ngon không? Có nói yêu nhau không? Cặp đôi nào đã làm vậy thì thật sự rất tốt. Nhưng khách mời của chúng ta hôm nay không còn cơ hội đó nữa. Vì bạn gái của bạn ấy đã gặp tai nạn và qua đời hai ngày trước khi đám cưới diễn ra. Sau đó, bạn ấy vẫn tổ chức đám cưới với thi thể không hồn trước khi chôn cất. Từ lúc đó, bạn ấy cảm thấy cô dâu luôn ở bên cạnh mình mọi lúc, mọi nơi. Giống như cô ấy vẫn loanh quanh ở đó và sống cùng bạn ấy. Mời mọi người cùng theo dõi, vì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Miss China Zone. Đặt nhẫn phong thủy tại Zalo 0988-278-544 hoặc tại Facebook Truyền hình Thực tế Tâm linh Thái Lan. Trước tiên anh Tòng, anh Tắc và chương trình xin được chia buồn về sự việc đã xảy ra. Vâng. Vậy còn bạn gái của bạn thì sao? Bạn ấy tên là gì? Cô ấy tên Bụi. Bao nhiêu tuổi? Cô ấy 24 tuổi. Bạn gái bạn 24 tuổi. Vậy còn bạn thì sao? Em 22 tuổi. 22 tuổi, cách nhau 2 tuổi. Nói một chút về tính cách của Bụi nhé. Bạn ấy là người như thế nào? Cô ấy là người hiền lành, tốt bụng, rất dễ hòa đồng với mọi người. Bởi vì bạn bè ở chỗ làm đều rất quý cô ấy. Cô ấy là người giản dị. Đại loại như vậy. Bạn thích nhất điều gì ở bạn gái của mình? Có một khoảng thời gian em thường đi làm về muộn. Về tới phòng thì em nằm lên giường ngay. Chưa thay quần áo, chưa cởi vớ chân. Cô ấy đi tới và cởi vớ chân cho em. Cô ấy lau chân cho em, sau đó thì đem vớ chân đi giặt. Còn lau giày cho em nữa, cô ấy luôn chăm sóc cho em. Lúc đầu, em cũng có tính trăng hoa, nhưng khi thấy cách mà cô ấy đối xử với em, điều đó khiến cho em mềm lòng trước tình cảm của cô ấy. Vâng, anh xin phép hỏi nhé. Hai bạn quen và yêu nhau được bao lâu? 7 tháng. Em chắc chắn rằng đây là người con gái có thể chung sống với mình. Nên em đã quyết định thưa với bố mẹ rằng em sẽ cưới cô ấy. Đây là người sống với mình tới răng long đầu bạc. Vâng. Chúng ta cùng nói về sự việc mà đối với bạn nó như là một cơn ác mộng. Đã xảy ra sự việc gì? Tức là vào ngày 1, khoảng 4 giờ chiều. Ngày 1 tháng 7 phải không? Vâng. Hôm đó, em và Bụi đi công việc, em ngồi cạnh tài xế. Còn Bụi thì ngồi phía sau. Trên đường khi xe của em đang chuẩn bị vượt mặt chiếc bán tải đang chạy ở trước, thì đúng lúc đó, chiếc bán tải lại lách ra để vượt một chiếc xe khác, nên xe em đụng vào chiếc bán tải. Tài xế bị mất lái và chiếc xe lật vào bên vệ đường. Lúc chiếc xe đang lật ngược, em không hề lo cho bản thân, mà chỉ tìm cách để ôm cô ấy. Em cố gắng làm mọi cách để ôm cô ấy vào lòng. Vâng. Vì em muốn bảo vệ cho cô ấy. Nhưng mà em không làm được. Sau khi chiếc xe đã dừng lại, bạn có quay lại xem bạn gái của mình thế nào không? Em cũng cố nhìn xem cô ấy ở đâu. Lúc đó, em trèo ra khỏi xe. Và em cố gắng tìm cô ấy. Nhưng mà, lúc em nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã bất tỉnh. Rất nhiều máu chảy ra từ mũi, miệng và tai của cô ấy. Cằm của cô ấy bị gãy và biến dạng. Một tay em nắm đặt tay cô ấy. Tay còn lại thì đỡ má của cô ấy. Em nói với cô ấy là, Bụi, nếu em còn tỉnh và nghe anh nói, thì em bóp tay anh đi. Kiểu như đó là chút sức lực cuối cùng của cô ấy. Cô ấy bóp tay em 2 lần.
rồi cô ấy ra đi. Ra đi. Trong vòng tay của em. Em ôm cô ấy và cô ấy cứ vậy mà ra đi. Cảm giác phải mất đi người mình yêu khi người đó đang nằm trong vòng tay của mình, lúc đó bạn nghĩ gì? Tại sao không phải là mình? Tại sao lại là cô ấy? Em muốn cô ấy quay về. Làm thế nào để mang cô ấy quay về? Dù cho cô ấy bị khuyết tật cũng được, chỉ cần cô ấy quay về bên em. Không hoàn hảo cũng không sao. Chỉ vậy thôi. Sau khi Bụi qua đời, bạn và gia đình đã làm gì với thi thể của bạn ấy? Em làm lễ ở Sụ Khổ Thay, bởi vì em đã chuẩn bị hết rồi, tức là em đem hết đồ đạc đã chuẩn bị cho đám cưới, để tổ chức đám tang. Mọi người vừa dọn đồ vừa khóc. Bạn ấy qua đời 2 ngày trước khi đám cưới diễn ra, nghĩa là bạn và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới rồi, phải không? Vâng. Chuẩn bị đồ đạc cho đám cưới cả rồi, vâng. Thức ăn, quà tặng đều đã chuẩn bị xong xuôi, bàn ghế cũng vậy. Em nhớ tới lời hứa của mình. Cả hai làm việc ở đây và em đã nói với cô ấy là, mình về quên làm đám cưới nhé. Em nhớ tới lời hứa đó, nên em nói với mẹ rằng, mẹ à, con sẽ tổ chức đám cưới. Dù thế nào đi nữa, dù Bụi còn sống hay đã chết thì con cũng sẽ tổ chức đám cưới. Nên em quyết định mặc lễ phục cô dâu cho cô ấy, còn em thì mặc lễ phục của chú rể. Cô ấy nằm trong quan tài. Em ngồi cạnh quan tài và nói chuyện cùng cô ấy. Em đưa tay xoa đầu cô ấy và bảo là, em à, mình cưới nhau rồi nhé. Anh đã giữ đúng lời hứa với em. Dù là kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em mãi mãi. Phải nói đây là một sự việc không thể ngờ tới khi bạn Nít phải mất đi cô dâu của mình một cách đột ngột. Sự việc trên đã khiến cho bạn Nít và gia đình vô cùng đau buồn khi phải tổ chức đám tang thay vì đám cưới. Nhưng bạn Nít đã giữ đúng lời hứa bằng cách mặc lễ phục để tổ chức đám cưới với một thi thể không hồn, để khẳng định rằng bạn Nít sẽ yêu thương bạn Bụi mãi mãi. Bản thân bạn là chú rể, bạn có từng nhìn thấy linh hồn của Bụi, cô dâu của bạn không? Có một thời gian em làm việc ở bộ phận dây chuyền. Em cảm thấy một cánh tay của mình nổi da gà. Và tóc của em giống như bị ai đó vứt ngược lên. Bởi vì lúc Bụi còn sống, cô ấy thường tới chỗ em làm. Cô ấy thường trêu ghẹo và hỏi em là, anh có mệt không, đói không, buồn ngủ không? Nhưng mà lúc đó em cảm thấy nổi da gà. Và cảm thấy tóc của mình giống như đang bị ai đó vứt ngược lên. Ngoài ra, còn sự việc nào khác cho thấy rằng linh hồn của bạn Bụi đã về tìm bạn không? Có một đợt, em lên nhà anh trai chơi và ngủ lại 2 ngày. Em đi cùng bà nội. Trước khi đi em đã đóng kín các cửa. Lúc em và bà về nhà. Mở cửa phòng ra thì phòng có mùi ẩm mốc vì không khí không lưu thông được. Nhưng có 2 nhúm tóc lạ. 2 nhúm tóc ở trước tủ lạnh và nhà tắm. Tóc của Bụi rất dài và dày. Lúc cô ấy còn sống, mỗi lần cô ấy chải đầu thì tóc đều rụng rất nhiều. Em thường cảm giảm cô ấy là tại sao không chải tóc trong nhà tắm, chải tóc xong sao không chịu quét dọn. Bẩn hết nhà. Vâng, em vẫn còn nhớ rất rõ. Trước khi rời khỏi nhà, em đã quét dọn sạch sẽ rồi. Không thể nào có gió lớn tới mức thổi tóc bay vào nhà, vì em đã dọn dẹp rồi. Bạn có tin rằng hiện giờ cô ấy vẫn ở cùng bạn không? Em tin, vì trước khi em tới đây, em đã mơ thấy cô ấy. Em mơ thấy mình đang nằm trên giường, còn cô ấy đứng bên cạnh và cúi xuống hôn vào trán của em. Nếu hôm nay, cô dâu của bạn, là bạn Bụi, đang ngồi ở đây, bạn muốn nói gì với cô ấy? Em muốn nói là, anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều, đừng lo lắng cho anh. Anh đã mạnh mẽ hơn rồi. Anh sẽ cố gắng chiến đấu. Anh không muốn em lo lắng cho anh. Anh muốn em sớm được siêu thoát. Vâng. Hôm nay đến với chương trình, bạn muốn chương trình giúp gì cho bạn? Em muốn biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Cô ấy thế nào? Có cần gì hay lo lắng điều gì không? Có bị đau ở đâu không? Nếu vậy, chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Lưu nhé. Xin mời anh Lưu.
Trước khi ghi hình nội dung trung tâm giải quyết vấn đề tâm linh, nhóm sản xuất chỉ cung cấp ngày tháng năm sinh của khách mời, chứ anh Lưu chưa có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện cùng khách mời. Từ con số ngày tháng năm sinh của khách mời là bạn trai Nazon và bạn Vitaka. Bạn trai Nazon nhớ về một người đã qua đời, số tổng 32 ám chỉ người mà bạn ấy yêu. Nên tôi cho rằng khả năng cao là bạn Vitaka không còn sống nữa, vì trong số tổng của bạn ấy có chứa con số mà bạn trai Nazon đang nhớ tới. Linh hồn vẫn chưa rời đi, vì bạn trai Nazon vẫn nhớ nhung và gọi tên người mà mình yêu. Và có một giọng nói nhắn với tôi rằng, anh à, cảm ơn vì đã giữ lời hứa là mình sẽ tổ chức đám cưới. Đây là những gì anh Lưu cảm nhận được từ ngày tháng năm sinh của khách mời. Mong quý vị khán giả hãy là một người xem thông thái. Khi ở trong phòng tối, tôi đã bảo là bạn trai Nazon nhớ về một người đã qua đời. Nhưng ngày tháng năm sinh của bạn ấy cho thấy bạn ấy là người không may mắn. 28 cộng tháng 5 ta được 32, số 3 nghĩa là người yêu hoặc gia đình, số 2 là điều bạn ấy luôn nghĩ tới. Biển số xe cho thấy đã xảy ra tai nạn và có sự ra đi. Ở hiện trường gồm có 2 người. Người tên Vitaka, ngày sinh rơi vào số đầu của biển số xe, cái chết theo sau bạn ấy, nên tôi nghĩ rằng bạn ấy đã qua đời. Trong lúc tôi đang đọc những điều này, thì có một giọng nói vang lên, nhưng không biết có đúng với bạn ấy hay không. Có một giọng nói cất lên và nói rằng, xưng mình là em và gọi đối phương là anh. Và nói rằng cảm ơn vì đã giữ lời hứa rằng chúng ta sẽ cưới nhau. Người đó còn nhắn lại rằng, người đó vẫn ở cạnh bạn này. Vì trong lòng bạn này vẫn nghĩ về người đó. Và đây là điều mà anh Lưu cảm nhận được rằng linh hồn của bạn Bụi vẫn ở cạnh bạn Nít. Sau khi anh Pỏng kể lại câu chuyện của bạn Nít cho anh Lưu nghe, anh Lưu cũng không đợi lâu mà bảo khách mời thắp nhang và mời linh hồn của bạn Bụi tới trường quay. Bụi à, em đang ở đâu? Anh muốn biết là hiện giờ em thế nào? Em có hạnh phúc khi mình cưới nhau không? Em cần gì thì cứ nhắn với anh Lưu. Anh sẽ làm cho em. Cứ tiếp tục nói. Em thế nào rồi? Có lo lắng cho anh không? Bạn nói tiếp đi, gần được rồi. Em đang ở đâu? Bạn ấy thích hỏi xem người yêu mình đang ở đâu. Nơi mà tôi được đưa tới rất trống trải. Bạn ấy khóc và bảo là những kỷ niệm cũ đã biến mất rồi. Đó chỉ là một căn phòng trống trải. Bạn ấy cho tôi thấy những kỷ niệm đã mất đi, giống như là địa điểm đó không còn nữa. Bởi vì em mới chuyển khỏi căn phòng mà trước đây cả hai sống cùng nhau. Hả? Em vừa chuyển từ Samut Pakan lên sống ta qua Nakhon vào ngày hôm qua. Em vừa chuyển hết đồ đạc đi, tức là nó chỉ còn là căn phòng trống hả? Vâng. Anh Lưu đỉnh quá. Anh Lưu, anh nhìn thấy gì? Tôi thấy một cô gái. Cô ấy bước đi và dừng lại ở một căn phòng, nhưng căn phòng đó không còn đồ đạc gì nữa. Bạn có kể với nhóm sản xuất không? Không. Nếu thật sự anh Lưu đã nhìn thấy một căn phòng trống, nghĩa là linh hồn bạn ấy vẫn ở đó, bạn ấy không biết Nít đã chuyển đi sau, cảm giác của bạn ấy đưa tôi đi tới đó. Nhưng thật ra bạn ấy không còn ở đó nữa. Bạn ấy chỉ muốn cho tôi thấy rằng những kỷ niệm đẹp đã biến mất rồi. Em à, em có cần gì không? Có cần gì hay lo lắng điều gì không? Nếu có thì em cứ nhắn với anh Lưu, để anh Lưu nói lại với anh. Và anh sẽ làm điều đó cho em. Có một chiếc xe đạp. Đồ chơi. Một tấm hình. Hình của trẻ con. Bạn ấy lo lắng. Bạn lo lắng cho ai? Lo cho người trong tấm hình. Hai bạn có con với nhau sao? Không, chắc đó là con của Bụi với người yêu cũ. Là một bé trai. Bạn ấy có con riêng sao? Vâng. Bình thường thì bé sống với bố ruột. Nhưng cuối tuần thì bé về nhà bà ngoại chơi, là nhà của mẹ Bụi.
Tôi hỏi một chút nhé, có xe đạp không? Có. Có xe đạp luôn hả? Vâng. Xe đạp của anh, của con trai Bụi. Của con trai bạn ấy sao? Còn đồ chơi thì sao? Cũng có. Là ai mua cho bé? Vào khoảng ngày 27, 28 tháng 12. Tụi em về quê để đón mẹ của Bụi đi dự đám cưới, nên tụi em đã dẫn bé đi chợ. Bé muốn mua đồ chơi, nên em đã mua cho bé. Bạn có từng nhìn thấy trong căn nhà mà bé ở, có hình ảnh gì không? Kiểu như là hình của bạn ấy, hình của bé. Hôm qua, lúc dọn dẹp đồ đạc ở phòng cũ, em đã để hình của bé vào ví tiền. Đó là một tấm hình nhỏ, được dán ở trước gương. Vì em phải gói chiếc gương lại, nên đã cất hình của bé vào ví tiền. Em thương bé như con ruột của mình. Bạn cất giữ tất cả đồ đạc sao, cả đồ của bạn Bụi, cả của con trai bạn ấy. Vâng, nghĩa là bạn rất yêu bạn ấy. Con của Bụi cũng gọi em là bố. Em thương bé như con ruột của mình. Nghĩa là bạn yêu thật lòng. Từ những điều mà anh Lưu nhìn thấy, anh Lưu có lời khuyên nào cho bạn ấy không? Bạn nghe kỹ những gì tôi sắp nói nhé. Tôi không nhìn thấy bạn ấy nữa, nhưng có đôi lời mà bạn ấy muốn nhắn gửi. Không còn bạn ấy bên cạnh nữa. Có gì cũng phải cố gắng chịu đựng. Đừng nản lòng. Em hiểu những gì anh Lưu vừa nói, vì trước khi em quay lại làm việc ở chỗ cũ, em đã mơ thấy cô ấy. Cô ấy tới và bảo em là hãy chăm sóc cho bản thân và cố gắng làm việc. Bạn ấy nói những điều tương tự. Vâng. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Bạn thật sự muốn tôi hỏi như vậy sao? Không biết có thật hay không, nhưng tôi đang nghĩ có nên nói ra không? Bạn bảo là bạn ấy có người yêu cũ. Vâng, một người, đúng không? Vâng, còn bạn là người yêu hiện tại. Vâng, vậy còn một người nữa đang ở đâu? Không phải là đàn ông. Vậy thì chắc là... Sao vậy? Cô ấy từng yêu người đồng tính. Sống ở Lát Ca Băng. Họ đã chia tay rồi. Hai người họ có chia tay trong êm đẹp không? Chuyện này thì em không biết. Vì lúc đó tụi em chưa quen nhau. Nên em không biết. Họ chia tay như thế nào? Nghĩa là bạn ấy từng quen người đồng tính. Vâng, bạn ấy nhờ bạn gửi lời từ biệt. Nhưng bạn ấy rất yêu bạn. Tôi chần chừ như vậy, vì tôi sợ nói ra điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới cảm xúc của bạn. Nhưng vốn dĩ bạn đã biết chuyện này rồi. Bạn ấy muốn xin lỗi tất cả mọi người. Một trong số đó khiến tôi bị sốc, đó là bạn ấy bảo vẫn còn một người nữa mà bạn ấy cần phải xin lỗi. Ngoài bố của con bạn ấy. Kiểu như hai người họ đã chia tay, nhưng cả hai vẫn thường cãi nhau. Đối phương cảm thấy tức giận vì cho rằng mình bị bỏ rơi. Nên có một thời gian họ thường cãi nhau. Đó là người đồng tính mà cô ấy nhắc tới. Hiện giờ bạn Bụi đang ở đâu? Chúng ta phải làm gì để giúp bạn ấy đây, anh Lưu? Tôi cho rằng bạn ấy đã tới số của mình. Vì theo như những gì tôi thấy, bạn ấy không hề đau khổ hay gì cả. Kiểu như là cô ấy đã tới lúc phải ra đi. Tất cả đi cùng nhau, tại sao chỉ có một người qua đời? Nghĩa là đã tới lúc cô ấy phải ra đi. Có thể nói là tới số tới mệnh không? Đúng vậy. Bạn cảm thấy thế nào về những điều anh Lưu nhìn thấy? Em cảm thấy an tâm hơn khi cô ấy ra đi thanh thản. Cô ấy không đau khổ hay chịu giày vò gì. Bạn có lời nào muốn nói với Bụi lần cuối không? Em muốn cảm ơn, vì cô ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Em mong cô ấy sớm được siêu thoát. Em vẫn luôn yêu và nhớ về cô ấy. Không có giây phút nào là không nhớ tới. Em cũng muốn xin lỗi cô ấy. Vì em đã nhiều lần khiến cho cô ấy tủi thân và khóc. Vì em vô tâm với cô ấy. Vì em thường nổi nóng với cô ấy. Em muốn xin lỗi. Và mong cô ấy tha thứ cho em. Con người ta khi yêu nhau và vẫn còn nhìn thấy nhau, nếu có vấn đề gì thì nên nói chuyện với nhau, để không phải hối hận khi không thể nói với nhau bất kỳ điều gì nữa. Phía chương trình xin gửi lời động viên tới bạn Nít, mong bạn tiếp tục sống thật mạnh mẽ, và cầu cho linh hồn của bạn Bụi chút bỏ hết mọi lo âu.
để linh hồn của bạn ấy sớm được siêu thoát. Phần cuối chương trình, anh Lưu có đôi lời muốn chia sẻ với chúng ta. Nhiều người thường hỏi tôi rằng phải làm thế nào để người đã qua đời trút bỏ những lo âu và sớm được siêu thoát. Điều quan trọng nhất sau khi người thân của chúng ta ra đi đó là gia đình nên ngồi lại và trao đổi với nhau, người đã khuất còn lo lắng điều gì hay còn việc gì mà họ vẫn chưa hoàn thành hay không, ví dụ như trách nhiệm đối với gia đình, hay những việc mà người đó còn đang làm dở. Nếu chúng ta biết và có thể chia sẻ với họ, thì hãy thắp nhang bảo họ hãy ra đi thanh thản. Những việc còn để lại, ai sẽ là người phụ trách và giải quyết, để họ ra đi một cách thanh thản. Vậy thì phải nhắc nhở anh thường xuyên, nếu như tới lúc phải ra đi, cứ trút bỏ hết mọi lo âu. Nhưng nếu còn vướng bận điều gì đó, thì tôi nghĩ chỉ có thể là điều này thôi. Là gì vậy? Là răng bị vướng ở nắp quan tài. Ý là chê tôi răng hô hả? Đúng vậy. Những số lượng có hạn, đối với những vị khách đặt hàng không kịp trong tháng 3 này, có thể đặt hàng vào tháng sau. Nhẫn tài lộc được thiết kế bởi Lưu Trì Sẩm Phật. Nhẫn được tạo thành bởi bốn linh vật gồm rồng xanh phía đông, biểu tượng của hòa bình và giàu có. Hổ trắng phía tây, biểu tượng của sự bảo vệ và xua đuổi ma quỷ. Thiên Nga đỏ phía nam là biểu tượng của trí tuệ, thịnh vượng và lòng trung thành. Rùa đen phía bắc, biểu tượng của niềm tin, sự trường thọ và hạnh phúc. Và kèm theo đó là bốn chữ mang ý nghĩa tốt lành bao gồm Di, nghĩa là hạnh phúc. Học, có nghĩa là tương lai tốt lành may mắn. Lốp, nghĩa là sự giàu có của gia đình, cấp bậc, danh hiệu. Siêu có nghĩa là tuổi thọ, sức khỏe dồi dào. Và biểu tượng cuối cùng là lá bùa bát quái, giúp cân bằng cơ thể, nhìn thấy điều tốt, hóa giải điều xấu thành tốt. Cách đeo nhẫn đúng cách để mang đến phong thủy cho bạn. Phía bên trong có biểu tượng bát quái, hãy xoay biểu tượng này xuống bên dưới ngón tay, sau đó chỉnh biểu tượng thú về hướng của bản thân. Tiếp theo dùng ngón tay cái của bàn tay còn lại đặt lên nhẫn, sau đó cầu nguyện ước muốn của bản thân muốn đạt được. Nếu bạn đang kinh doanh buôn bán thì hãy xin rằng, tôi tên là. Và tôi là chủ nhân của chiếc nhẫn này, tôi làm công việc buôn bán kinh doanh, cầu mong cho công việc của tôi thuận lợi, may mắn, tiền vào như nước. Nhẫn phong thủy tài lộc hàng thật sẽ có khắc tên của Lưu Trì Sẩm Phật được khắc phía bên trong của nhẫn và được tặng kèm tấm thẻ tài lộc. Quý vị đã đặt hàng nhẫn tài lộc rồi thì xin chúc mừng quý vị đã chung tay góp phần xây lên nơi ở cho các vị tăng ni. Xin chúc cho quý vị nào đã nhận được nhẫn tài lộc luôn luôn mạnh khỏe, giàu có và xin cảm ơn sự chung tay của quý vị để chúng tôi có thể xây lên được nơi ở cho các vị tăng ni. Liên hệ Zalo 0988 278 544 hoặc liên hệ tại Facebook Truyền hình Thực tế Tâm Linh Thái Lan.